chơi đã được thiết lập. Tôi cần phải quay về nhà trước khi tối. Sau hai câu nói đó thì game đã bắt đầu các bạn ơi. Bức thư gaming đi, xin chào các bạn. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một game mà nó có liên quan đến thiên thạch các bạn. Chúng ta sẽ là một cái người ở trong nhóm điều tra. Ban đầu thì chúng ta sẽ đến để điều tra cái thiên thạch rơi xuống. Đấy. Nhưng mà cái lần tiếp theo mà chúng ta đến ấy là sẽ là để loại trừ đi cái thiên thạch đó. Bởi không hiểu tại sao khi mà cái thiên thạch rơi xuống thì có rất là nhiều cái người đã bỏ mạng vì cái chất mà thiên thạch thải ra sao mình cũng không rõ nữa. Rồi. Bây giờ thì đi thôi các bạn ơi. Ồ nhưng mà mình thấy là ở chỗ giới thiệu là chất lượng lắm mà sao giờ mình lại đi bộ như thế này là sao đây? Mình thấy ở chỗ giới thiệu là đi xe này nọ cái thứ rất là ghê cơ mà. Có khi nào là phân mở đâu là không phải là chúng ta là một cái người mà ở trong đội điều tra thiên thạch mà chúng ta chỉ là một cái người bình thường leo núi thôi. Sau khi chúng ta đi, chúng ta phát hiện ra thiên thạch rơi thì chúng ta mới báo cáo với lại cái đội đó. Chả rõ nữa, bây giờ chúng ta thử đi xem như thế nào. Sao lại xem là thiên thạch nó rơi như thế nào đâu. Lúc này làm thấy bầu trời vẫn rất là bình thường thôi, chiều tà. Ơ? À? Không có tiền. Ơ? À? Ô, thiên thạch thật sự rơi luôn các bạn. Wow. Ê, bây giờ mà lúc rồi nói không có tiền nữa thằng này. Xuống xem thử xem như thế nào các bạn. Giờ lẽ ra là phải sử dụng cái kính đó để xem từ xa cho ta an toàn. Thanh niên này định đến gần à. Đúng là thật sự là tò mò thật các bạn. Nếu mà thật sự có thiên thạch rơi xuống, đúng không? Mà chúng ta đang ở gần đó thì chắc chắn là cái sự tò mò sẽ khiến chúng ta đưa cái đôi chân đến đó. Ơ, cái gì thế này? Mượn mất tích. Có ai thấy con mèo của tôi không? Có ai thấy cái người đàn ông này không? Người mất tích với mèo mất tích cùng một chỗ à. Sao mà lại không xuống dưới được? Ơ, à, xuống được à? À không. Tự nhiên mình leo ra được khỏi cái rào các bạn. Khá là nguy hiểm cho nên là thôi đi vào trong nhé. Đi vào trong đi cho nó an toàn các bạn. Thử đi con đường này xem coi là có cái chỗ nào để mình xuống dưới mình xem tiên tạch không. Vẫn chưa tìm thấy cái gì cả. Nhưng mà mình thấy là rất là gần. Cái khói đang bốc lên này. Hiện tại là chỗ này không có ai sao ấy. Ồ, từ đây có nhìn thấy không? Ở dưới đó không nhìn thấy gì cả nhé. Tối lắm. Ơ à. Cháy thôi. Chứ không phải là thiên thạch rơi ở đó. Ngọn lửa hay là những cái mảnh vụn từ thiên thạch rơi ra. Ơ, ai thế? Ai kêu cứu thế? Đây là thiên thạch rồi. Giọng đến từ đâu thế? Giọng đến từ bên trong đây à? Giọng đến từ đâu đó nhờ? Ở bên tay, ở đây đây à? Bò tay luôn. Ơ! À! Ơ thì bị bộ ánh sáng chiếu vào là như thế nào? 3 ngày sau.
Mình tự là thằng bé hay là cái ai đó hoảng quá cho là la lên như thế thôi. Định đến xem tình hình như thế nào thì bỗng nhiên có một cánh sáng chiều trời rơi xuống các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đến để điều tra đúng không? À, chúng ta đến để phá hủy cái thiên thạch thôi đi. À, chắc là đến để phá hủy quá các bạn. À rồi, hiểu rồi. Do là cái phần lúc đầu mà sử dụng Google Dịch cho nên là mình không hiểu lắm. Là có một cái người kiểu như là đã đến gần chỗ thiên thạch. Đấy, và chắc là những cái người mà đến gần chỗ thiên thạch đó để xem là coi như là đã bị nhiễm phóng xạ hay là cái gì đó. Đấy, và bây giờ là cái đội này mới đến để mà loại trừ đi cái viên thiên thạch. Thế mình nghĩ chắc là thế. Rồi. Nhưng mà có vẻ như là không chỉ có viên thiên thạch không đâu các bạn ơi. Lúc đầu là có một cái cậu bé ở đó với lại mình đúng không? Cái nhân vật mà mình điều khiển cũng ở đó. Và bị một cái luồng ánh sáng chiếu vào, nghi ngờ là có ai đó, một cái thế lực nào đó đã ngăn cản cái việc mà cho ai đó đến gần cái viên thiên thạch trước lúc mà nó bị phóng xạ nó lan ra. Rồi, hãy mình cũng đi cùng với đồng đội luôn các bạn. Phải như thế mới đúng chứ. Làm sao mà cái kinh dị mà chỉ có một mình được. Ố, này có cả cái căn cứ luôn này. Ờ, mình đứng chỗ nào sáng sáng để cho các bạn có thể dễ nhìn nha. Đấy, đập vỡ nó. Thật sự là thiên thạch có thể đập vỡ bằng cái cúp đó à. Đập rồi đem đi đâu thế? Ê! Ném xuống nó để làm chi? Thôi kệ, cứ đi theo đồng đội đi các bạn. À rồi, sau khi mà thu thập xong thì chúng ta phải khử trùng hay là khử phóng xạ gì đó. Đấy, xong sau đó chúng ta mới tiếp tục làm việc các bạn, để cho cái sự an toàn nó được trên hết. Họ mình cũng tiếp tục làm luôn. Đấy, công việc có vẻ đơn giản. Đấy, bỏ vào trong đây. Đấy, rồi cùng mọi người chạy vào. Và sau đó chúng ta giải đi cái chất phóng xạ. Đấy, rồi lại tiếp tục làm các bạn. Mà sao chỉ có 4 người thôi? Tính giảm thiểu đi cái sự nguy hiểm mà. Chắc là để giảm thiểu đi cái sự nguy hiểm cho nên là chỉ có đúng 4 người thôi các bạn ơi. Cái này làm càng nhanh càng tốt chứ. Hồi nãy giờ chưa thấy nó giảm đi một tí nào luôn ấy. Thôi lại tiếp tục bỏ xuống thôi. Ờ, hiện tại là mình sau khi mình lấy đá xong là nó không có cái cúp để mình tiếp tục đập nha. Mình tính ra thử đập tiếp xem coi có được không, nhưng không được. Ơ ui, một người mất tích rồi. Cái chuyện gì xảy ra đó? Đùa à? Khá là rợn người nhá. Rõ ràng là hồi nãy là bốn người cùng nhau làm việc chứ. Nhưng mà không biết từ lúc nào là đã bị mất tích đi một người rồi. Mình nghĩ là không đơn giản là loại game thôi. Thằng đấy bị sao rồi? Nó không quay trở lại làm gì? Ờ, bây giờ chỉ còn có... Ờ, đây.
Ờ đúng là bốn người thôi, nhưng mà thằng đó nó không làm gì nữa các bạn. Chuyện gì xảy ra với nó rồi? Chỉ có ba người thôi. Khoan đã, mình thử qua đây xem lại lần nữa nhé. Ôi ghê thế. Cái gì thế? Nó bị sao ấy các bạn ơi, ghê quá. Cái điều ghê nhất là có một cái người đồng đội của chúng ta đột nhiên trở nên kỳ lạ ấy nhá. Uầy, thằng đó mất tiêu tôi rồi. Mình nghĩ là không chỉ là đơn giản là nó cúp việc đâu các bạn. Nếu mà nó trốn việc thì nó không có thể nào mà kỳ lạ như thế được. Bây giờ chỉ còn có đúng hai đồng đội thôi. Mình sẽ qua đây kiểm tra một lần nữa. Rồi không thấy luôn. Lần này thì sao? Mình đang nghi ngờ lát nữa chỉ có một mình thôi. Mày mới vừa nói dứt câu. Rồi xong, bây giờ chỉ còn đúng một mình thôi các bạn ơi. Rồi cái chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây? Giống như là xảy ra với những cái đứa mà đã mất tích. Rồi, các bạn cứ xong rồi. Chỉ còn có một mình thôi. Này rõ ràng là đến bốn người cơ mà. Những cái game mà kiểu như thế này mới là ghê đấy các bạn. Lúc đầu là thà đi một mình ngay lúc đầu luôn thì có khi là không sợ đấy. Nhưng mà rõ ràng là đi cùng với đồng đội lúc đầu cơ mà bây giờ lại không còn ai. Sau một cái lúc làm việc thì bỗng nhiên phát hiện ra là xung quanh không còn ai nữa, rất là ghê. Vẫn không thấy đứa nào xuất quay trở lại cả luôn. Tụi nó đi đâu hết rồi? Đừng có đùa nhá. Mình không dám bước ra khỏi tòa nhà đi luôn. Rồi xong luôn các bạn ơi. From Mekiu. Đấy chính là cái tựa game đấy các bạn. Rồi và cuối cùng là mình nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Đây là tiếng của cậu bé lúc đầu đúng không? Có khi nào nhá, cái tiếng này chỉ là một cái mà để dụ thôi. Một cái sinh vật nào đó đó là đã tạo ra cái thiên thạch ở chỗ đó, xong rồi nó tạo ra một cái hình ảnh để dụ người đến. Rồi, để nó bắt nó làm cái gì đó không? Không hiểu lắm nhưng mà nói chung là game này thực sự là có vẻ như là khá đáng sợ đấy các bạn. Đấy, bị một sinh vật không rõ là sinh vật gì tấn công. Rồi những người đồng đội cứ mất dần đi và cuối cùng là chúng ta.
Rồi, video này đến đây thôi nhá. Cảm ơn các bạn đã xem hết video đây. Nếu thích video này, hãy cho mình một like, đăng ký nếu các bạn người mới. Đừng quên lấy cái chuông để nhận được những học bổng mới nhất từ mình. Nếu các bạn không biết bình luận cái gì bên dưới thì hãy bấm dấu chấm dấu phải chữ đã xem hoặc chữ icon để xuống xuống được tìm các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn người khác. Bye bye.